Hôm nay 26 tháng 8 tại khu vực biển thành phố Vladivostok, Liên bang Nga, đội tuyển Hải quân Nhân dân Việt Nam bước vào phần thi kỹ năng hàng hải. Thời tiết tại khu vực biển lúc này rất thuận lợi cho các tuyển thủ. Hy vọng rằng tuyển thủ sẽ thi đấu tốt và giành kết quả cao nhất trong phần thi này. Nội dung kỹ năng hàng hải trong thi đấu môn cúp biển. Đội tuyển sẽ phải điều động tàu thả neo cọc phao trên hướng đã đăng ký với tổ trọng tài. Sau thời gian chờ ở khu vực tập kết, được lệnh của trọng tài, tàu 016 đầy tự tin tiến tới vị trí xuất phát là hai chiếc phao cách nhau khoảng 400 mét. Thi đấu ở khu vực biển lạ, điều kiện khí tượng thủy văn, nhất là các yếu tố hướng gió và hướng dòng chảy phải tự xác định. Nhưng tàu 016 Quang Trung thực hiện bài thi kỹ năng hàng hải đã chủ động tính toán, hoàn thành tốt nội dung thi. Các vị trí như tổ neo, tổ dây lái, tổ xuồng, các vị trí sử dụng máy đã phối hợp hiệp đồng ăn ý trong quá trình luyện tập. Khẩu lệnh chỉ huy khi phát ra được các tổ thực hiện chính xác. Các thao tác tại từng vị trí đều nhanh, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị. Tôi và hai đồng chí trong tổ xuồng đã phối hợp nhịp nhàng, chính xác, bình tĩnh, tự tin, đưa và cố định vào phao trong thời gian ngắn nhất. Kết quả về thời gian hoàn thành bài thi được tổ trọng tài xác định là 25 phút 30 giây. Tàu 016 sau một hồi cơ động thực hiện cập phao đã đứng im tại vị trí một cách chắc chắn và vững vàng với dây lái được quá chặt, độ lệch so với hướng đăng ký chính xác đến từng độ. Về kết quả bài thi hôm nay, xét trên góc độ về độ chính xác của hướng đăng ký thì kiếp tàu đã đạt được tất cả các cái vũ khí trang bị kỹ thuật của tàu để phục vụ cho việc thả neo buộc phao, cũng như là sự phối hợp nhuần nhuyễn, hiệp đồng tốt giữa tất cả các vị trí trong nội dung thi thì đều đã đạt rất là tốt. Thành tích thi đấu đã phản ánh đúng kết quả huấn luyện giai đoạn trong nước và tại Liên bang Nga. Đội tuyển Hải quân Nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được để giành kết quả cao ở các nội dung thi còn lại, với quyết tâm cao nhất thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.